Tập 11. Anh không cần biết tôi làm gì, cứ yểm trợ tôi là được. Tiểu Bạch à, cô muốn làm như vậy thật sao? Sức khỏe của tôi thế nào tôi tự biết. Tôi sinh con chứ có phải bệnh tật gì đâu. Được, tôi yểm trợ cho cô. Tổ một của chúng ta đã bận tối mắt tối mũi vì dự án Hâm Hà rồi. Tôi không thể lúc nào cũng ở công ty. Huống hồ bây giờ ngày nào cũng phải cùng Michael đối chiếu dữ liệu. Chuyện gì anh ta cũng báo cáo với Mary. Vậy chúng ta kéo theo cả Michael, hả? Trước giờ anh ta luôn ý kiến với cô, anh ta không đồng ý đâu. Dù có ý kiến với tôi đến đâu, cũng sẽ không từ chối người cố gắng làm việc chứ. Muốn tôi giúp cô yểm trợ cô ư? Chuyện tốt quá còn gì. Giúp yểm trợ là có người làm việc cho anh rồi. Tôi không muốn công ty cảm thấy tôi vô tích sự. Dù sao sau khi sinh con xong, tôi còn phải tiếp tục ở lại Phong Thịnh, phải làm tốt những việc trước đó. Tại sao cô không nhờ Vương Nguyệt Nguyệt? Đúng đấy, tôi cần đồng minh. Nhưng Vương Nguyệt Nguyệt là em gái tôi. Cây to đón gió. Chắc chắn bây giờ công ty có nhiều người đang dán mắt vào chị em tôi. Làm đồng minh của cô nguy hiểm lắm. Chẳng phải Vương Nguyệt Nguyệt là viết xe đổ đó sao? Marvin có quan hệ với cô thế nào tôi không biết. Nhưng chúng ta chỉ quen biết sơ sơ. Tôi sao phải mạo hiểm vì cô chứ? Bây giờ áp lực khảo sát của tổ một đang rất lớn. Các anh chia một phần việc cho tôi. Việc để tôi làm. Lượng việc lại tính cho hai anh. Khoản này các anh chắc cũng tính được chứ. Thêm một người làm việc, các anh giảm được gánh nặng. Nhưng công lao và thành tích thì lại có lợi cho tổ một. Tôi cũng có thể được cộng điểm trước mặt Mary. Hai anh cũng được lợi. Ai bắt cậu chịu thiệt đâu. Hai người có được thứ mình cần, tôi cũng giữ được việc làm của mình. Đồng ý. Yên tâm, sẽ không dùng cô đến chết đâu. Chỉ dùng đến tháng sau, sau buổi họp báo của công ty Hâm Hà. Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng đang thiếu người, không kham hết được. Thứ mấy sẽ có thời tiết đẹp, có thể đưa em ra ngoài chơi. Dạo công viên hoặc đi xem phim, xin nghe em hết. Cả thế giới dường như đều là kẻ thù giả tưởng của em. Giận dỗi, bất cần, vui mừng cũng rất dễ, trở tay không kịp. Em chính là viên pha lê lấp lánh trong mắt anh. Vì em mà lên trời xuống đất. Sắp xếp lại cái này. Anh xem cái này một chút. Em đôi khi giận dỗi. Em đáng yêu tinh nghịch. Anh đều trân trọng. Em dịu dàng thông minh. Tâm tư nhỏ bé của em, anh đều hiếu kỳ. Này, của cậu đây. Chỉ là nói miệng thôi mà, chờ đợi phần tiếp theo của tình yêu chúng mình. Tiểu Bạch, thế nào rồi? Bao nhiêu cân? Đã đạt tiêu chuẩn chưa? 63 cân rồi ạ. Tốt quá rồi. Đã hơn 7 tháng, có thế nào cũng phải đạt tiêu chuẩn rồi chứ. Vâng ạ. Nói mẹ nghe, con muốn ăn gì mẹ mua cho con ăn. Không cần đâu ạ, con tiếp tục bổ sung dinh dưỡng cho con. Tiểu Bạch, chừng nào thì Nhất Hạc mới về? Chưa biết được ạ. Chắc chắn Chu Hải ngày nào cũng phải đi tiếp khách, cũng không nói rõ thời gian, anh ấy chỉ có thể đi cùng. Không phải mẹ nói nhiều, cũng không phải mẹ nhai lại chuyện cũ. Lúc trước hai con đi sai nước cờ thật rồi. Mẹ, giờ có nói những điều này cũng vô ích.
Con ăn chậm thôi, vội gì chứ. Hôm nay con có một cuộc họp báo đặc biệt quan trọng, con phải đi rồi. Con uống chậm thôi. Từ từ thôi. Con ăn xong rồi. Nào, con cầm cái này đi. Đợt này ăn khá tốt, mẹ thấy đồ mang theo đều ăn hết. Đó là nhờ mẹ nấu ăn ngon, trước kia con bướng bỉnh quá. Vì đứa con, đồ khó ăn đến mấy cũng phải ăn cho bằng hết. Mẹ, vậy con đi đây. Được, con đi cẩn thận nhé. Vâng ạ. Sao giờ cô còn chưa đến? Đến muộn thì đừng đến nữa. Đến thẳng đến hội trường đi. Tôi biết rồi. Mặc dù đây là chuyện riêng của tôi, nhưng là người nắm quyền thực tế của Hâm Hà, tôi có nghĩa vụ giải thích với mọi người. Không biết truyền thông đã nghe ngóng được gì chưa? Trong buổi họp hôm nay, anh đừng nên giải thích gì thì hơn. Trời ơi, sao có nhiều người xếp hàng vậy? Xin lỗi, cho tôi qua nhờ. Xin lỗi, xin lỗi. Phóng viên đến rồi, không kịp nữa rồi. Lạ thật, sao Tiểu Bạch vẫn chưa đến? Tiểu Bạch đã đến hội trường rồi thì phải. Có người đến rồi. Xin hỏi cô có phải là người của công ty Hâm Hà không? Đúng đúng, tầng 6 tòa A quảng trường tài phú của Phong Thịnh. Mau cử một xe qua đây, có một thai phụ chưa nói được hai câu đã bị chảy máu. Xe cấp cứu đã đến chưa? Chị ơi, chị sao thế này? Mau đưa chị đến bệnh viện, gọi điện cho quản Nhất Hạc, chị không đi nổi nữa. Làm ơn lấy một cái ghế, được được. Không sao đâu chị cố một chút. Bây giờ đừng hỏi nữa. Cao Sơn mau xuống đây. Đưa bọn em đi bệnh viện đi. Mạng người quan trọng, xin anh đấy. Mau lên, tôi đưa hai người đi. Chị cẩn thận một chút. Ngồi vững nhé. Diệp Tiểu Bạch, với tính cách của cô, tôi biết ngay cô sẽ đến thẳng hội trường. Đúng là không màng đến gì cả. Mãi không gọi được cho quản Nhất Hạc. Liên lạc người nhà khác của cô ấy đi. Thì chẳng phải có tôi đây còn gì. Bố mẹ của nhà vợ nhà chồng. Nếu có chuyện gì xảy ra, cô có dám ký tên thay người nhà không? Đều là chuyện quan trọng đến tính mạng đấy. Chị, hãy gọi bố đến đi. Gọi điện cho mẹ chồng chị. Gọi bái đến đây. Đến đây. Chị Mary, chúng ta đến bệnh viện nào? Đến bệnh viện số 1, gần đây nhất. Tôi quen bác sĩ ở đó. Vâng. Có điện thoại à? Alo, Tiểu Bạch à? Ai thế? Nguyệt à? Chị cháu làm sao cơ? Không thể nào, nó mới 7 tháng sao đã sinh được? Cô mau đi gọi bác sĩ đi. Vâng. Nhanh lên. Chị à, con nào biết bố phải chuẩn bị gì? Con đã sinh con bao giờ đâu? Chưa gọi cho mẹ chị Diệp Tiểu Bạch. Được. Gọi. Bố chờ con ấp ủ cảm xúc, chuẩn bị một bài phát biểu đã. Phòng phẫu thuật. Nhỡ con nói sai câu nào, bác ấy một mình ở Tây An, nhỡ có chuyện gì. Được rồi bố à, bố mau đến đây đi. Bố đến đây rồi nói được không?
Anh rể bị làm sao vậy? Chị đừng lo lắng quá. Chị yên tâm đi. Chị tôi sẽ không sao đâu. Tôi biết cô ấy sẽ không sao. Cô sẽ không nghĩ cô ấy đột nhiên đẻ non là vì tôi đấy chứ. Dù sao, đây cũng không phải là ở công ty. Tôi muốn nói gì thì nói vậy. Chị Mary, việc này không thể nói là không liên quan gì tới chị được. Tôi hiểu. Diệp Tiểu Bạch cố gắng kiên trì tới ngày hôm nay, muốn giữ công việc. Có lẽ tình trạng bây giờ của cô ta có liên quan một chút tới tôi. Nhưng đạo lý nhân quả, hai chị em cô không hiểu sao? Diệp Tiểu Bạch tự hiểu tình trạng sức khỏe của mình nhất, cho nên tôi chẳng có gì phải tự trách cả. Tôi không thể nói là chị không đúng. Tôi cũng không thể nói chị Tiểu Bạch làm không đúng. Nhưng chỉ là tôi thấy trong lòng khó chịu. Thật không ngờ, tuổi tác mỗi người khác nhau, nhưng đường đi cũng chẳng khác gì nhau. Gì cơ? Trước kia tôi cũng giống Diệp Tiểu Bạch, cảm thấy bản thân mình cái gì cũng làm được. Nhưng sau khi sinh con xong, ai cũng không chống lại được sức mạnh của hormone. Trước hết cô là một người mẹ, sau đó mới là người phụ nữ của công việc. Trước đây tôi luôn cho rằng công việc mới là quan trọng nhất. Nhưng sau khi sinh con xong, sự nghiệp không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn. Nhưng mục đích đã thay đổi. Tôi cố gắng làm việc là vì làm gương cho con. Tôi cố gắng kiếm tiền để con có thể sống tự do hơn. Mẹ cả đại nhân. Bác ạ, cháu là Nguyệt Nguyệt. Chị cháu không sao. Chị ấy rất khỏe. Chỉ là đứa con của chị ấy chắc là có tính nóng vội, bây giờ đã muốn ra gặp thế giới này. Tiểu Bạch thế nào? Bây giờ bọn cháu đang ở bệnh viện. Hay là nếu hôm nay bác có thời gian, bác mua vé đến đây một chuyến, cũng không có chuyện gì lớn đâu ạ. Bác yên tâm, cháu không nói dối bác đâu. Ai là người nhà của Tiểu Bạch? Tôi đây. Chị tôi thế nào rồi ạ? Cô là người nhà của Diệp Tiểu Bạch à? Tôi là em gái chị ấy. Xương chậu của bệnh nhân quá hẹp, không thuận lợi cho đẻ tự nhiên, cần phải sinh mổ. Dù thế nào cũng phải giữ người mẹ, chuyển viện. Chuyển viện, chúng tôi muốn chuyển viện. Chúng tôi chuyển viện. Chỗ các cô kỹ thuật quá kém, chúng tôi muốn chuyển đến bệnh viện gì đó, sinh ra đứa bé. Sao mọi người không nói gì với tôi thế? Chị Lưu có chuyện gì thế? Giữ em bé hay mẹ cái gì? Xem nhiều phim quá rồi, tình hình bây giờ là xương chậu của bệnh nhân quá hẹp, không có sức, khả năng sinh tự nhiên quá kém. Chúng tôi đề nghị sinh mổ. Ai là người nhà thì ký tên đi, để tôi. Bác sĩ, Tiểu Bạch nhà chúng tôi mới có 30 tuần. Chúng tôi muốn giữ thai có được không? Chúng tôi không sinh nữa. Đứa bé sinh ra không đủ tháng thì nó sẽ yếu cỡ nào chứ? Mà sinh mổ cũng không tốt cho Tiểu Bạch nhà tôi. Giữ thai gì chứ? Con mất rồi còn có thể sinh tiếp. Bác không nhìn thấy chị cháu vừa rồi đâu, máu cứ chảy xuống đùi chị ấy. Hai người đừng cãi nhau nữa, tình trạng của bệnh nhân không được tốt lắm, nhưng vẫn chưa tới mức đó. Chuyện phẫu thuật chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức, không thể đảm bảo cho hai người. Cô nói vậy là sao? Cô đừng hỏi nữa. Chậm trễ một giây đều ảnh hưởng đến đứa bé và Tiểu Bạch. Ký tên vào đây, cho bác sĩ trở vào phẫu thuật. Cô là ai? Đây là lãnh đạo của cháu với chị cháu, cùng cấp bậc với con trai cô quản nhất hạt. Cô đừng hỏi nữa, mau ký đi.
đây là chuyện gì chứ? Nguyệt Nguyệt, cháu mau nói cho bác biết, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Sao ai cũng không nói cho bác biết thế? Mau bảo Tiểu Bạch nói chuyện với bác đi. Bác ơi, cháu tắt máy đã nhé, ở đây đang ký tên. Ký tên? Con tôi, năm đó tôi cũng vất vả nhiều mới có được cái xưởng lớn như bây giờ. Thế nên tôi thường xuyên dạy dỗ thanh niên các cậu, đừng có suốt ngày nhìn vào tiền, phải có lý tưởng, phải chịu khổ được. Thanh niên bây giờ không bỏ được mạng xã hội, nhưng học thật, tài thật, vẫn phải tự làm thật mới được. Hoặc phải biết nghe đề nghị của người lớn, người giỏi. Tại sao ăn buffet lại bán đắt như thế? Chính là đạo lý này. Xin lỗi sếp Lưu. Thói quen công việc thường sợ bỏ lỡ tin tức liên quan đến công việc. Không phải sợ, chỗ tôi không có tín hiệu. Vậy ạ? Đúng, chúng tôi đã lắp một máy chặn tín hiệu do nhu cầu sản xuất an toàn, đồng thời cũng tránh việc công nhân dùng điện thoại trong giờ làm việc. Sếp Lưu, anh làm thế này là vi phạm pháp luật đấy. Công nhân chỗ chúng tôi đã ký đơn đồng ý, thì có gì mà vi phạm pháp luật chứ? Không phải, tôi không nói tới chuyện này. Tại vì nước ta có các điều luật về quản lý mạng Wi-Fi, nếu tự ý chặn tín hiệu là phải chịu trách nhiệm hình sự đấy. Anh Nhất Hạc, chỗ chúng tôi là vùng quê, chỉ có mỗi xưởng của chúng tôi có cản trở tới ai đâu chứ, đúng không? Anh không cần phải dạy dỗ chúng tôi đâu, chúng tôi tự có cách của chúng tôi. Sếp Lưu, không phải là ý này. Là thế này, tôi tới đây là để dùng kinh nghiệm của mình để giúp các anh loại bỏ những nhân tố bất lợi khi các anh niêm yết cổ phiếu. Ví dụ như, trước đây tôi cũng giúp một công ty lên sàn. Trước khi lên sàn, họ cũng có một lưu trình quản lý riêng. Nhưng nếu anh muốn lên thị trường thì phải đối mặt với rất nhiều hạn chế của pháp luật. Trong này có rất nhiều giải thích chi tiết. Anh cũng có thể xem. Tôi không ở đó. Cũng không thể để Cao Sơn khống chế toàn cục chứ. Chúng ta đã theo dự án này bao lâu rồi? Bây giờ xảy ra nhiều vấn đề như vậy, thỏa hiệp giải quyết mới có thể ăn nói lại được với sếp thôi. Tôi thấy sao cậu lại không thể đi trả lời câu hỏi của phóng viên chứ? Chuyện này đơn giản mà. Tần Thời Minh ly hôn, ảnh hưởng không lớn tới công việc của Hâm Hà, nói rõ ràng là được. Gì cơ? Đau bụng. Vậy mà cậu cũng nói ra được. Bây giờ tôi sẽ về ngay. Về cùng tôi. Hả? Nhưng chị tôi vẫn chưa ra ngoài mà. Cô có thể giúp cô ta sinh con sao? Hay là có thể giúp bác sĩ phẫu thuật? Còn không chịu về thì dự án sẽ rơi vào tay người khác đấy. Cô ơi, đây là điện thoại của cháu. Cô cầm lấy nhé. Lát nữa bố cháu tới. Cái này... Nghe nói xe cấp cứu bị tắc đường mãi chẳng tới. Mary đã lái xe đưa Tiểu Bạch đi bệnh viện. Khi cô ta ra ngoài tôi có nhìn thấy, sợ tới nỗi mặt trắng bệch, chỉ lo Tiểu Bạch có mệnh hệ gì là to chuyện. Trước đây tôi cảm thấy chuyện phụ nữ mang thai, sinh con thì có gì mà đáng sợ. Bây giờ nghĩ lại đúng là không dễ dàng gì. Ở trong cái ngành có cường độ cao này, còn phải đối mặt với áp lực của công ty quá khó luôn. Được rồi, lời này nếu bị phóng viên nghe thấy, không biết còn bị truyền thành gì nữa. Cậu vẫn nên nghĩ xem lát nữa ứng phó với phỏng vấn thế nào đi. Chỉ có hai chúng ta, cậu sợ cái gì? Chuyện Diệp Tiểu Bạch muốn ở lại Phong Thịnh còn có khả năng nữa sao? Dù gì thì chuyện cũng đã thành thế này, cô ấy cũng đã vậy rồi còn muốn làm việc gì chứ? Tôi đoán công việc của cô ta ít nhiều cũng bể kèo luôn. Tiểu Bạch đáng thương quá. Cô ta cũng là người rắc rối, gây ra không biết bao nhiêu chuyện. Sếp quản từ chức, Mary bị sếp thôi trách mắng bao nhiêu. Cao Sơn lại đem người của anh ta tới giành dự án của Hâm Hà với chúng ta. Có chuyện nào không phải là vì Diệp Tiểu Bạch chứ?
Vấn đề hôn nhân của Tần Thời Minh, tôi nghĩ đây là vấn đề cá nhân của anh ấy. Phong Thịnh chúng tôi chưa nhận được tin tức liên quan tới chuyện này, cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới dự án Hâm Hà. Còn về cô Diệp Tiểu Bạch, vừa rồi xảy ra chút tình huống đặc thù. Bây giờ công ty chúng tôi đã cử vài người đi bệnh viện, rất quan tâm tới sức khỏe của cô ấy. Nếu có vấn đề gì, sẽ kịp thời thông báo tới mọi người. Xin cảm ơn. Bình an vô sự, bình an vô sự, bình an vô sự. Người nhà của Diệp Tiểu Bạch, tôi đây, thế nào rồi? Con trai 2 cân 2, em bé quá nhỏ, phải đưa ngay đến phòng chăm sóc đặc biệt, đưa vào lồng kính quan sát. Bác sĩ, có thể cho tôi nhìn một chút không? Sao đứa bé không khóc? Tôi dán tay vào cửa cũng không nghe thấy nó khóc. Em bé quá nhỏ, bây giờ tình hình không tốt lắm. Người nhà để một người lại chờ sản phụ, một người đi theo tôi làm thủ tục. Tôi là bà nội của cháu bé, tôi sẽ đi theo cô làm thủ tục. Bác sĩ, có thể cho tôi nhìn thằng bé một chút được không? Không được nhìn, tôi chỉ nhìn cháu nội một chút thôi. Tiểu Bạch, em cảm thấy thế nào? Tiểu Bạch, chị tỉnh rồi à? Cảm ơn. Em bé đáng yêu quá. Bà xã, em vất vả rồi. Việc sau này cứ giao cho bọn anh đi. Em nhìn con này. Em xem, rất đáng yêu. Giống như lấp đầy hết những lỗ hổng trong màn đêm đen. Có lẽ chưa từng phát giác có hơi cảm động, khiến anh vô tình quên đi nỗi đau, khiến người đã từng yêu biết tình đậm sâu. Tỉnh rồi, cô gái, nhà cô ngoài mẹ chồng không có ai đến nữa sao? Họ đâu hết rồi? Con tôi đâu? Đang trong lồng kính, mẹ chồng cô cũng ở đó. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho con cô. Đây là cô ở giường bên cạnh, may mà người ta nhiệt tình tốt bụng giúp tôi xoa bóp cho cô đấy. Cảm ơn cô, nếu không cô tắc mạch máu thì chết dở. Chị điều dưỡng. Vâng, tôi có thể thăm con của mình không? Cô tạm thời đừng lo cho con nữa, sau phẫu thuật cứ nghỉ ngơi vài ngày đã. Truyền dịch thay thuốc thải độc, cô chỉ có một mình, tôi tìm một điều dưỡng cho cô nhé. Điện thoại của tôi để ở chỗ em gái mà không thấy em gái tôi đâu. Giờ cô chưa được dùng điện thoại. Được rồi, cô ơi. Cũng được rồi, lát nữa hãy xoa bóp tiếp cho cô ấy. Cháu đi tìm mẹ chồng cô ấy đã. Cô giúp cháu trông cô ấy một lúc nhé. Được, cháu cứ yên tâm đi đi. Cháu ơi, chồng của cháu không đến à? Chồng cháu đi công tác rồi. Cháu không biết đâu. Vừa nãy cô cùng cô này, cả điều dưỡng cùng khiêng cháu lên giường. Cháu quả thực gầy quá. Cháu nhìn con dâu cô này, mới mổ 4 hôm trước mà đã hồi phục gần khỏe rồi. Sau này còn mệt lắm đấy. Cảm ơn cô. Cháu gái, nghe nói cháu sinh non, đã gặp con chưa? Con thế nào rồi? Cháu đừng khóc, tuyệt đối không được khóc. Trong tháng cữ mà khóc thì mắt sẽ bị hỏng đấy. Mẹ cháu sao không đến đây? Chăm sóc trong tháng cữ có mẹ là tốt nhất. Thôi, đừng khóc nữa. Cháu nghỉ ngơi đi. Vâng. Được rồi, cháu gái, đừng khóc nữa. Sao không gõ cửa vậy? Thật là... Được rồi, vào đi. Thật ngại quá, bố. Tiểu Bạch, sao giờ con? Con vất vả rồi. Sao mẹ cô bé không đến? Chưa nói với mẹ con à? Điện thoại của con đưa cho Nguyệt Nguyệt trước khi vào phẫu thuật rồi. Bố, bố mau giúp con gửi tin nhắn cho mẹ con và cả Nhất Hạc nữa. Là con trai, hai mẹ con đều bình an. Được, con cứ nghỉ ngơi đi. Không sao đâu,
Có việc gì đã có bố ở đây? Tôi nói này, người nhà các anh đều bị làm sao thế? Con gái sinh con mà chẳng có ai ở bên cạnh. Anh đấy, phải xoa bóp chân cho con bé đi, nếu không dễ bị tắc mạch máu đấy. Tôi, anh xem con gái tôi vừa mổ xong. Tôi với mẹ chồng nó, hai người chúng tôi đặt báo thức thay nhau dậy xoa bóp cho con bé. Còn phải thay túi tiểu, canh xỉ hơi, giúp nó cử động. Anh xem con gái tôi này, hồi phục tốt chưa? Chúng tôi chuẩn bị ra viện rồi. Bố, không cần đâu. Bố mau gọi điện cho mẹ đi. Từ Tây An đến Thâm Quyến đi mất mấy tiếng cơ. Gọi xong điện thoại thì mau đi tìm mẹ chồng con, xem con trai con thế nào rồi. Được, xem chỗ con. Con à, hay là thế này nhé. Bố gọi vợ bố. À không phải, không phải. Là dì của con. Bảo bà ấy đến giúp con nhé. Con không thể, không cần đâu. Mẹ đẻ và mẹ chồng nhà các anh không đến à? Cô này, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không phải sao? Vậy bố đi gọi điện thoại trước nhé. Các anh nói phương thức đó gấp mấy lần, tôi thấy rất hứng thú. Vừa hay mấy ngày này, tôi không có việc gì. Hay là anh đừng đi nữa? Hay chúng ta nói chuyện đã? Xin lỗi. Anh xem, ra khỏi xưởng là có tín hiệu ngay rồi. Đúng là như vậy. Vương Cường, cậu gọi điện cho Quách Tư Kiệt cùng đến. Anh rể, anh đi đâu thế? Chị em sắp sinh rồi. Nhất Hạc sao con không nghe máy hả? Mau về đi, đến ngay bệnh viện chăm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch sinh rồi, là con trai 2 cân 2. Cháu nội và lồng kính theo dõi, tình hình không tốt. Nhất Hạc, con trả lời điện thoại đi chứ. Đến bến xe, tôi phải về Thâm Quyến, vợ tôi sinh con rồi. Được, tình hình không tốt lắm, tôi phải mau chóng về. Vậy còn đến bến xe làm gì? Chậm trễ thời gian, Vương Cường, cứ để tôi xuống ở ngã tư đằng trước. Cậu lái xe đưa sếp quản về Thâm Quyến. Vâng, thưa sếp. Tiện thể làm giúp tôi một bao lì xì. Cảm ơn. Không có gì. Nữ nhân viên mang thai ở Phong Thịnh đã sảy thai trước đám đông. Quản lý cao cấp của công ty quản Nhất Hạc có mối quan hệ đặc biệt với cô ta, dẫn đến từ chức. Nữ nhân viên này còn bị lãnh đạo bạo lực lạnh trong thời gian dài. Các cô cậu nói xem, việc được nói đến trong này có thật không? Những tin lá cải về ngành tài chính này là để đẩy doanh thu, đều rất nhàm chán. Chỉ cần có chút chuyện là họ đã thêu dệt ra, quá khoa trương, chẳng đáng tin chút nào. Cô nhân viên bị đối xử hà khắc được nhắc tới trong bài viết lại càng hoang đường. Áp lực công việc ở tổ chúng ta đúng là lớn, nhưng vì để bảo vệ Diệp Tiểu Bạch, tôi chưa từng bắt quấy tăng ca. Việc Tần Thời Minh ly hôn còn chưa đè xuống, giờ lại còn thêm chuyện này nữa. Bụng to rồi, sao còn đến hiện trường làm gì? Như vậy không phải đem đến cho mình và công ty phiền phức vô cùng tận ư? Vậy chờ sau khi cô ấy quay lại sau nghỉ đẻ, thì có thể điều cô ấy đến bộ phận quản lý hành chính thôi. Lần này điều được còn lần sau thì sao? Từ giờ trở đi công ty phải thật thận trọng hơn nữa đối với vấn đề sinh đẻ của nhân viên nữ. Sếp thôi, anh bớt giận. Là tự Tiểu Bạch không muốn được đối xử đặc biệt. Anh làm vậy lại giống phân biệt kỳ thị đấy. Tôi hiểu câu nói này của cậu. Phòng này chỉ có 3 người chúng ta. Nếu câu này của tôi mà bị lên tin đầu của báo lá cải tài chính là tôi biết ngay do ai làm đấy. Tôi đảm bảo với anh, tôi tuyệt đối không nói. Nhưng có một số người tôi không thể đảm bảo được. Tôi nói. Có nói cũng là tôi nói. Chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhé. Tôi cảm thấy nên bảo Diệp Tiểu Bạch đăng một bài thanh minh, chứng minh công ty chúng ta vẫn đối xử tốt với cô ấy. Tôi đề nghị chúng ta chủ động hơn, chờ trước khi sự việc vẫn chưa đi quá xa, chúng ta mau mở một cuộc họp báo nói rõ tình hình. Lúc này Diệp Tiểu Bạch không tiện xuất hiện, cô ấy vừa mới sinh non. Lúc này mà xuất hiện càng khiến người ta cảm thấy Phong Thịnh hà khắc với cô ấy. Hy vọng sự tình đến đây chấm dứt, đừng đi quá xa. Chúng ta tìm người của bộ phận quan hệ công chúng, mau tìm một phương án giải quyết đi. Tôi hiểu rồi. Được rồi. Tình hình này, có phải chúng ta bị đối thủ cạnh tranh bôi nhọ không? Bây giờ trên mạng nói, Phong Thịnh chúng ta chèn ép nhân viên. Vẫn chưa xong chuyện đâu. Nói chuyện gì thế? Đây, ăn đêm đi.
Đúng rồi. Anh xem bản thảo của tôi chưa? Xem xong rồi. Có một số từ sai về pháp luật, tôi đã sửa giúp cô rồi. Hết lỗi rồi, tôi đã gửi mail cho cô. Được, cảm ơn anh. Vấn đề là cô viết bản thảo này để làm gì? Anh không cần phải lo. Người trên núi tự có diệu kế. Lúc này chị tôi ra mặt thanh minh chắc chắn là phù hợp nhất. Nhưng tôi cũng hiểu được sự lo lắng của chị Mary. Chị tôi dù sao cũng là sinh non, hình tượng chắc chắn sẽ rất thảm hại. Còn tôi thì sao? Tôi là em ruột của Diệp Tiểu Bạch, lại là người đưa chị ấy đến bệnh viện. Còn có ai phù hợp hơn tôi nữa đây? Việc này không đơn giản như vậy. Chưa biết chừng có ai gây sóng gió đằng sau đấy. Một khi để các bộ ngành liên quan biết được rồi điều tra chúng ta thì việc này rắc rối đấy. Nhưng bây giờ chúng ta còn chưa biết thế nào. Chỉ bằng cứ đơn giản trực tiếp, mau chóng ra tay. Chúng ta có thể mời phóng viên đến giải thích một chút. Tôi nghĩ thế này. Khi phóng viên đến, chúng ta có thể nói với họ về chế độ đãi ngộ của công ty chúng ta. Cô ơi, cô gọi điều dưỡng giúp cháu được không? Cháu đau quá. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, mẹ đến rồi đây. Tiểu Bạch, con chịu khổ rồi Tiểu Bạch. Con gái ngoan của mẹ, con chịu khổ rồi. Mẹ ơi, con đau quá. Mẹ gọi điều dưỡng cho con nhé. Điều dưỡng. Con chịu khó một chút, điều dưỡng sắp đến rồi. Sao vậy, điều dưỡng? Con gái tôi vừa làm phẫu thuật xong, con bé đau quá. Được, để tôi kiểm tra giúp cô. Chịu khó một chút nhé. Có thắt bình thường, không sao đâu, đẻ mổ đều như vậy. Các cô mặc nó ở đây, không ai đoái hoài sao? Nhà bác cũng không có ai ở bên cô ấy mặc cô ấy ở đây một mình. Bệnh viện chúng tôi muốn lo cũng không đủ nhân lực. Tiểu Bạch, bố ở đây với con. Bố con đến à? Nhưng con thấy bố ở đây không tiện, nên bảo bố đi trước rồi. Vậy phải làm thế nào? Hay là tiêm một mũi? Được rồi, tối nay xoa bóp cho cô ấy, trở mình, hoạt động một chút, có gì thì gọi tôi nhé. Được được, cảm ơn cô. Con có chịu được không? Mẹ giúp con đi thăm con trai con. Con bảo bố đi, nhưng mãi không thấy bố trả lời, con sợ lắm. Không, Tiểu Bạch, giờ chúng ta không cần nghĩ gì cả, mẹ không đi đâu hết. Mẹ chỉ ở đây với con thôi. Nếu mẹ đoán không nhầm, giờ này mẹ chồng con chắc đang ở cạnh cháu nội bà ấy rồi. Bà ấy lo cho cháu bà ấy, mẹ lo cho con mẹ. Chúng ta không cần nghĩ gì cả, nghỉ ngơi cho khỏe. Nào, mẹ xoa bóp cho con nhé. Mẹ, con ngủ một lát đã. Khi nào con tỉnh lại thì đi thăm con trai con, được không? Con xin mẹ đấy. Được rồi, mẹ hứa với con. Vậy thì con phải nghỉ ngơi cho khỏe mới được. Hứa với mẹ, mau ngủ đi. Vâng, mau ngủ một giấc đi. Nghỉ ngơi cho khỏe rồi tính tiếp. Vâng. Sao lại yêu anh, rốt cuộc bị xem nhẹ đến đau lòng. Mỗi lần đến đêm khuya tĩnh lặng, em tự hỏi mình, không tin rằng giữa chúng ta, chia tay chỉ có đôi ba câu, một mình em giải bài ôn luyện tình yêu. Thế nào rồi? Đứa bé thế nào rồi? Chị đã nhìn thấy chưa? Bác sĩ nói, tình hình không tốt lắm.
đang cấp cứu ở trong đó. Đứa bé quá nhỏ. Nó chỉ to bằng một con khỉ con. Từ trước tới giờ, tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào nhỏ như vậy. Tôi đã bảo Tiểu Bạch, không thể làm như vậy. Bây giờ xảy ra chuyện rồi. Công việc, vì công việc mà bất chấp tất cả. Được rồi, chị Thông ra, Tiểu Bạch cũng đã chịu tội rất nhiều rồi. Chị cũng không thể chỉ lo cho đứa bé mà không màng đến Tiểu Bạch. Lúc nãy tôi vào phòng bệnh, chỉ có mình nó ở đó, may mà bố nó đến thăm nó. Chị định làm như thế nào, bỏ lại nó một mình ở đây ư? Thế chị xẻ đôi tôi ra đi. Tiểu Bạch là con gái chị, nó cũng là con dâu tôi. Nó cũng giống như cháu nội tôi, đều là con cháu tôi. Tôi có thể bỏ mặc không? Là tôi lo không nổi. Chị thì hay rồi, chị nói nhẹ nhàng lắm. Chị ở đâu? Còn bố của Tiểu Bạch nữa, ông ấy cũng chẳng giúp được gì. Được rồi, chúng ta đừng oán trách lẫn nhau nữa. Giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Nhất Hạc đâu, chẳng phải nó bảo về ngay sao? Sao còn chưa tới? Nó đi công tác rồi. Tôi vừa nói chuyện điện thoại với nó đang trên đường về. Chị nói xem để Nhất Hạc ở ngoài làm tốt sự nghiệp của nó. Con bé ở nhà dưỡng thai, tôi có thể chăm sóc nó. Còn chưa đủ tháng, đã sinh non rồi. Chị Thông ra, chị đang trách Tiểu Bạch ư? Chị thấy Tiểu Bạch sinh non là tự nó giày vò bản thân đúng không? Chúng ta cùng là phụ nữ, có người phụ nữ nào không muốn con mình khỏe mạnh cơ chứ? Chị có biết bác sĩ nói gì với tôi không? Hãy chuẩn bị tâm lý đi. Chị có biết chuẩn bị tâm lý là sao không? Câu này tôi chỉ nghe khi bố Nhất Hạc ra đi. Mẹ, Tiểu Bạch đâu? Sao hai người... Tiểu Bạch, sao con lại ra đây? Đứa bé sao rồi? Không sao, nó rất khỏe, mọi việc bình thường. Tiểu Bạch, anh dìu em về trước đã nhé. Mau nói cho con biết đứa bé sao rồi. Con là mẹ nó, con có quyền được biết. Con đi tìm bác sĩ. Sinh non lại thêm viêm phổi. Phải chuyển sang phòng theo dõi đặc biệt của bệnh viện Nhi Đồng. Tiểu Bạch, con muốn thăm con trai con, mẹ lấy cho con. Con mau về nằm đi, bây giờ con cần phải nghỉ ngơi cho khỏe. Mẹ đưa con về phòng. Nhất Hạc, anh ở đây đi. Mẹ dìu con về. Đưa điện thoại cho mẹ. Chậm thôi. Thời gian xóa mờ hình bóng em, có lẽ là cả đời. Em nói anh giống một người điên, không hề hay biết tình yêu. Chúng ta đều từng bất chấp vì yêu, còn có rất nhiều việc chưa làm. Chi bằng quay lại thủa ban đầu, trải nghiệm một đời. Lúc trước có tin đồn công ty bạc đãi nhân viên mang thai dẫn đến sinh non. Nội dung bị người ta cố ý xuyên tạc và bịa đặt. Mọi người đều biết gần đây Phong Thịnh tuyển dụng một lượng lớn nhân viên nữ và bảo vệ chặt chẽ quyền lợi thai sản cho nhân viên nữ trong các chế độ bảo hiểm thai sản. Chị của tôi Diệp Tiểu Bạch bây giờ đã thuận lợi sinh con, cả hai mẹ con đều bình an.
Cô có biết Phong Thịnh có một quy tắc ngầm, vợ chồng không được làm đồng nghiệp, thật không có tình người. Là em gái của Diệp Tiểu Bạch, tại đây tôi cũng xin cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chị ấy. Chế rất khỏe, xin cảm ơn. Vậy phiền cô giải thích xem, nếu Phong Thịnh đã không còn hành vi chèn ép nhân viên mà bên ngoài nói, vậy tại sao tình trạng này vẫn xảy ra hết lần này đến lần khác? Nữ nhân viên này và quản lý cao cấp trước của Phong Thịnh là Quản Nhất Hạc từ chức, có mối liên quan trực tiếp không? Có phải Phong Thịnh vì Quản Nhất Hạc nhảy việc mà trả thù nữ nhân viên này không? Nội bộ tập đoàn Phong Thịnh có tồn tại phân biệt giới hay không? Những vấn đề này sẽ có chuyên viên của chúng tôi giải đáp cho mọi người. Đúng vậy. Nội bộ Phong Thịnh đúng là có sự tồn tại việc phân biệt đối xử. Đừng nói là giới tính. Chúng ta có ai mà không phân biệt? Phân biệt đàn ông và phụ nữ, đã kết hôn và chưa kết hôn. Sinh ra là con gái có gì là sai? Mang thai vẫn kiên trì làm việc có gì là sai? Đây là sự lựa chọn của bản thân Diệp Tiểu Bạch. Chị ấy có thể lựa chọn chấp nhận sự chăm sóc của công ty, điều chuyển tới bộ phận nhẹ nhàng và có quy luật hơn. Nhưng chị ấy vẫn lựa chọn mang thai và vẫn kiên trì làm việc ở tuyến đầu. Công ty điều chuyển việc cho phụ nữ mang thai thì có gì là sai? Ngược lại, Diệp Tiểu Bạch yêu công việc của mình. Đây là quyền lựa chọn mà một người phụ nữ phải có. Lẽ nào cũng là sai ư? Thắng lợi kim phục. Vòng vừa đến đấy, anh Lưu chắc sẽ thích. Nói vậy là anh Lưu đồng ý góp cổ phần rồi. Tôi với anh chắc còn phải bàn lại thật kỹ với anh ấy đã. Tôi cũng đã nói với anh ấy rất lâu rồi mà anh ấy chưa trả lời tôi. Người anh em, đừng nói chứ. Sếp Quản của các anh nói rất rõ ràng. Sếp Lưu rất vui. Anh nhanh lên, chúng ta còn xuất phát. Yên tâm, tôi nhanh lắm. Thỏa thuận cũng xong rồi. Tôi đi toilet. Ở đâu nhỉ? Ra cửa rẽ phải. Vậy tôi lên tầng lấy hợp đồng nhé. Được. Quách Tư Kiệt, chuyện gì vậy? Anh vừa nói chuyện hợp đồng. Chẳng phải là dự án mà sếp Quản vẫn luôn phụ trách sao? Như vậy, chẳng phải là hớt tay trên à? Quản Nhất Hạt đã xin nghỉ phép, vợ sinh non, ít nhất 2 tuần mới đi làm. Anh ta bỏ đó không làm, sếp Châu thì đang vội lắm rồi. Anh đã gặp được con chưa? Tình hình không tốt lắm, phải chuyển viện. Anh bảo mẹ qua đây. Nghiêm trọng lắm không? Em rất lo cho con của chúng ta. Nói chung anh sẽ xử lý hết. Em đừng lo lắng. Anh có thể chụp ảnh con cho em xem không? Tiểu Bạch, con làm sao vậy? Sao con lại khóc? Con đừng khóc, không được khóc. Trong tháng cữ mà khóc thì xui xẻo lắm đấy. Mẹ, thằng bé phải chuyển viện rồi. Mau đi xem đi. Được được, mau đi đi, được được. Tiểu Bạch, đi đi. Tiểu Bạch, đừng khóc, mặc kệ con đừng khóc đấy. Alo, đang ở viện. Sinh rồi. Sinh con trai. Không có gì đâu. Cảm ơn đã quan tâm. Không sao là tốt rồi. Có một việc rất quan trọng. Dự án anh làm với sếp Lưu ở Chu Hải đã bị Quách Tư Kiệt cướp mất rồi. Hay là anh bớt chút thời gian gọi điện cho sếp Châu đi. Những tài liệu anh cần, em đều đã chuẩn bị xong hết rồi. Dự án vẫn là của anh. Không sao đâu, kệ nó thôi. Không được, anh bận bịu lâu vậy ở thị trường Chu Hải. Sao anh có thể bỏ mặc được? Thị trường Chu Hải gì chứ? Giờ con trai tôi đã bị chuyển đến phòng theo dõi đặc biệt. Em bảo tôi còn tâm trạng gì mà đi dành với dự án Quách Tư Kiệt chứ? Vào đi. Sếp Châu, chẳng ai làm vậy bao giờ. Quách Tư Kiệt thế là thừa nước đục thả câu. Cô có ý gì chứ?
Quản Nhất Hạc luôn cố gắng khai thác thị trường Châu Hải. Khó khăn lắm, giờ mới có chút khởi sắc. Nhà anh ấy có chuyện, công ty anh không những không quan tâm đến nhân viên, anh còn dung túng cho nhân viên khác cướp thành tích. Tôi thấy như vậy là không tốt, hao tổn nội bộ quá nghiêm trọng. Hao tổn nội bộ. Công ty chúng ta chỉ có chút như thế này, mười mấy người. Nói là hao tổn nội bộ được sao? Dù sao tôi cũng không chấp nhận được. Vậy tôi cũng không chấp nhận được việc cô đường đột xông vào đây. Muốn giữ công bằng cho Nhất Hạc được. Cô xem nhiều phim truyền hình quá hay là kinh nghiệm không đủ? Công sở đâu cần đấu tranh nhiều như vậy, cũng đâu cần phải nhiều chính nghĩa như vậy. Làm được thì làm, không thì thôi. Tôi rất thích sự nhiệt tình của cô, nhưng tôi thật sự không có nghĩa vụ dạy cô thay bố cô. Cô xem, tôi lại thua rồi đây này. Đổ thần kinh. Con đã nộp tiền cọc chưa vậy? Tất cả đều đợi con đây. Sao vậy? Mẹ. Mẹ có tiền không? Bao nhiêu? Cọc nằm viện, 6.000 tệ. Quẹt thẻ được mà. Con mau quẹt thẻ đi. Không có việc gì thì ai đem 6.000 tệ theo người chứ? Đốt tiền sao? Thẻ cũng không đủ. 6.000 tệ mà con cũng không có. Sáng nay con đi viện đã nộp hơn 20.000 tệ tiền nằm viện rồi. Bây giờ thẻ tín dụng cũng không quẹt nổi nữa rồi. Không phải con còn tiền tiết kiệm sao? Thôi vậy, mẹ không hỏi nữa. Tiền này mẹ giao cho con. Nhưng con trai ơi, con phải nhớ rõ dù xảy ra chuyện gì đi nữa, con cũng đừng giấu mẹ. Bởi vì mẹ là mẹ của con. Cầm đi. Mật khẩu là sinh nhật con. Không cần trả mẹ, cứ cầm lấy tiêu đi. Trong đó mẹ vừa nghe người nhà bệnh nhân nói một ngày cần tiêu tới mấy nghìn tệ đấy. Mau lên đi con. Giường số 36 Diệp Tiểu Bạch, thay thuốc thôi. Sao cô chỉ có một mình? Người nhà chỉ lo cho đứa bé thôi à? Tôi không sao. Mẹ tôi đến chăm sóc cho con tôi rồi. Tôi vừa xem ảnh con nên hơi xúc động. Vậy cũng không thể để cô ở lại một mình chứ. Trầm cảm sau sinh từ đây mà ra. Cô đừng lo, hãy nghỉ ngơi cho khỏe đã. Tôi đã thấy trẻ con bé như thế này nhiều rồi. Có đầu có đuôi, nuôi lâu cũng lớn mà. Tin tôi đi. Nào nào nào, vợ nhìn vào ống kính đi, cười lên nào. Từ ngày mai em đã làm mẹ rồi đấy, biết chưa? Nào nào. Bố, để đồ ở đó đi. Chậm thôi, chậm thôi. Không sao, em tự được, từ từ thôi mà. Để đồ ở đó đi, được rồi. Cả nhà chúng ta cùng chụp bức ảnh gia đình nào. Mẹ qua đây một chút. Được rồi, 3, 2, 1, kim chi. Đẹp thật. Ngày mai bức ảnh này đã là 7 người rồi đúng không? Đúng vậy. Con yêu, ngày mai mẹ lên bàn phẫu thuật. Chúng ta sẽ được gặp mặt nhau. Nào, mẹ xin giới thiệu với con. Đây là bà nội, bà ngoại, ông ngoại. Đây là bố con. Nào, con chào hỏi cái nào. Giỏi lắm. Con đạp rồi. Thật sao? Con đá anh đấy. Đứa trẻ này nuôi tốt quá. Người nhà bên kia yên tĩnh một chút, đừng ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi. Xin lỗi, thật ngại quá, ngại quá. Nói nhỏ thôi. Con lại cử động rồi.
nội bộ Phong Thịnh đúng là có phân biệt đối xử, đừng nói là giới tính, chúng ta ai chẳng kỳ thị. Nam kỳ thị nữ, đã kết hôn kỳ thị chưa kết hôn, là phụ nữ thì có gì sai, mang thai còn kiên trì làm việc thì có gì sai. Đây là sự lựa chọn của bản thân Diệp Tiểu Bạch. Chị ấy có thể lựa chọn chấp nhận sự chăm sóc của công ty, điều chuyển đến bộ phận nhẹ nhàng hơn, có quy luật hơn. Nhưng chị ấy vẫn chọn mang thai mà tiếp tục làm việc ở tuyến đầu. Công ty điều chuyển để chăm sóc phụ nữ mang thai thì có gì là sai? Ngược lại, Diệp Tiểu Bạch yêu thích công việc thì có gì là sai? Đây là quyền tự do lựa chọn, được pháp luật cho phép, lẽ nào không phải ư? Anh cũng thấy em buồn cười, ngốc lắm đúng không? Cũng được. Cười đi. Mặt anh biến dạng rồi. Em đọc xong thông cáo chung là được. Sao lại còn nói những lời bốc đồng như vậy? Đám phóng viên đó có gì chưa thấy qua? Ai thèm để ý đến đứa điếc không sợ súng như em chứ? Cô còn tự tìm cho mình một nội dung hay ho nhỉ? Nhưng kết quả cũng không tồi đâu. Sóng gió này cũng tan rồi. Liên quan gì tới em đâu? Nhờ luật sư gửi văn bản thôi mà. Em thì hay rồi, trở thành đề tài bàn tán của cả công ty. Đám người đó rảnh quá ấy mà. Từ trước tới giờ chưa từng thấy ai ngáo ngơ như cô lại còn rất chính nghĩa. Chị cô sao rồi? Vẫn chưa đi thăm chị ấy. Không có tin tức gì là tin tức tốt. Sao cô lại buồn ngủ như vậy? Đương nhiên rồi. Đã 3 ngày nay em chỉ ngủ có 4 tiếng đồng hồ. Nếu em không pha cà phê, em cảm thấy giây tiếp theo sẽ ngủ luôn đấy. Sao con lại ngồi dậy rồi? Mạnh quá, làm sao mà chịu được hả con? Mẹ đừng động vào. Con ít sữa quá. Trên mạng nói cơ bản không đủ sữa cho em bé ăn. Không đủ ăn thì ăn sữa bột chứ sao? Thôi mà, còn đang chưa hết ở cữ mà cứ suốt ngày dán mắt vào điện thoại xem nhiều hỏng mắt đấy, đưa con. Trên mạng nói chưa chắc đã đúng đâu, phải nghe lời bác sĩ chứ. Thôi, đừng xem nữa. Trả con. Con gọi điện thoại cho Nhất Hạc đã. Có tiến triển gì mới không ư? Đúng rồi, vẫn như sáng nay anh nói với em. Anh hỏi rồi, đã hỏi bác sĩ rồi. Ừ, yên tâm đi. Có tình hình gì mới, anh sẽ không giấu em. Được rồi, anh biết rồi, biết rồi. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngoan. Yên tâm nhé. Nhất Hạc. Tiểu Bạch lại gọi điện à? Vâng. Tình hình Tiểu Bạch thế nào rồi? Cô ấy nói với con rất nhiều về việc chăm sóc trẻ sinh non. Bảo con hỏi bác sĩ xem đúng không. Mẹ qua đó xem thế nào. Em biết bây giờ anh đang rất bận, nhưng tình hình công ty bên này đối với anh không lạc quan chút nào. Những chú sói nhỏ của thắng lợi Kim Phục, qua những thay đổi mạch tư duy công việc trước kia của tôi, chia các dự án ở các tỉnh trên toàn quốc thành các khu vực có quy hoạch, hiệu quả rất tốt. Tiểu Quách, Quách Tư Kiệt đã thành công trở thành cốt cán đầu tiên của công ty thắng lợi Kim Phục ở Chu Hải. Cho nên, công ty chúng ta cần thay đổi, cầu tiến hơn. Trước đây, tôi để mọi người ra ngoài tìm người, tìm doanh nghiệp. Kết quả thế nào?
Rất nhiều bạn bè các doanh nghiệp nói với tôi, chúng ta có rất nhiều người lần lượt đến công ty họ tìm họ, lặp đi lặp lại. Cho nên tôi nghĩ mọi người hãy đi công tác theo khu vực đã quy hoạch. Tiểu Quách. Vâng, Chu Hải giao cho cậu. Được ạ, cảm ơn sếp Châu. Sếp Quản, toàn bộ thị trường Chu Hải của anh bị sếp Châu giao hết cho tên tiểu nhân Quách Tư Kiệt rồi. Tiểu Triệu. Vâng, sếp Châu, Hồ Nam giao cho cô. Cảm ơn sếp Châu, hóa ra tôi cũng được giao doanh nghiệp lớn. Được rồi, mọi người cùng nhau cố gắng nhé. Con làm gì thế? Con muốn ra viện. Con tra trên mạng rồi. Khách sạn gần bệnh viện Nhi Đồng có phòng trống. Con phải chuyển sang đó. Con định làm gì thế? Xin hỏi ai là Diệp Tiểu Bạch? Tôi đây. Sách của cô đây. Để đấy giúp tôi. Không phải con lại mua sách nuôi dạy con để giày vò bản thân đấy chứ? Sau này nhất định sẽ dùng tới. Con cứ chuẩn bị trước. Thôi được rồi. Con vừa mới sinh được mấy ngày chứ? Con cứ giày vò bản thân mình như vậy sẽ khiến con mệt chết đấy. Mẹ, con không sao mà, con rất ổn. Con ở đây cũng hồi phục. Điều kiện ở khách sạn con ở càng tốt hơn. Hơn nữa, bệnh viện Nhi Đồng cũng có bác sĩ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Có phải con không tự làm mệt chết mình rồi mới dừng, có đúng không? Mẹ. Mẹ đã nhìn thấy con trai con chưa? Từ lúc nó chào đời, con còn chưa được ôm lấy nó, thì nó đã bị bác sĩ đưa đi rồi. Mẹ hãy cho con đi đi. Cho dù con có phải thức đêm cùng nhất hạc ở bệnh viện Nhi Đồng, hoặc gần con trai con thêm một chút đều được. Con muốn được nhìn thấy nó. Được, được. Vậy con nghe lời mẹ, nằm im ở đây đã nhé. Mẹ đi hỏi bác sĩ. Vâng. Nằm xuống giường đi. Nào, mau nằm xuống. Nghe mẹ nói, trước khi mẹ quay về không được đi đâu đâu đấy nhé. Nào, nằm xuống đi, nghe lời mẹ. Nằm xuống, đừng đi đâu đấy nhé. Mẹ đi đây. Hay em về nhà đi. Về nhà mà nghỉ ngơi. Nhanh lên, nhanh lên. Việc này không cần vội, cứ từ từ thôi. Nhanh lên. Được. Cô ký vào đây. Lại sao thế? Tiểu Bạch muốn chuyển đến khách sạn gần đây để tiện trông con. Thế bác sĩ đồng ý cho nó ra viện à? Đã hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ nói không thành vấn đề. Cô ấy muốn chuyển đến làm gì chứ? Chỉ sốt ruột thêm thôi. Con cứ để nó qua đây đi. Nó là mẹ đứa bé. Nó lo lắng là đúng rồi. Dù gì cũng là cốt nhục của mình mà. Có người mẹ nào nhìn thấy con mình gặp tình cảnh như vậy mà không sốt ruột, không đau lòng chứ? Con cứ từ từ bảo nó, đừng sốt ruột. Nếu Tiểu Bạch qua đây... Bây giờ cô ấy lo lắng quá mức rồi. Cứ suốt ngày lên mạng tra các tin tức không có căn cứ khoa học. Tự mình dọa mình, càng xem càng lo sợ. Vậy con cũng không thể không nghe điện thoại của nó chứ. Khi phụ nữ mới sinh, dễ suy nghĩ linh tinh lắm. Mẹ, hay là mẹ giúp con nói với cô ấy. Được.
Alo, Đất Hạc, con mình sao rồi? Anh có biết trẻ mới sinh mà đã bị viêm phổi rất nguy hiểm không? Nguy hiểm tới tính mạng đấy. Bây giờ em hết tiền rồi. Em nhớ trước đây ngoài số tiền mà chúng ta đền bù cho Phong Thịnh, thì trong thẻ của anh hình như còn mấy chục nghìn nữa. Có đủ tiền nằm viện cho con không? Nhất Hạc, không phải con nói là không phải bồi thường sao? Yên tâm đi mẹ, không có chuyện gì lớn cả, không sao. Đây còn không phải chuyện lớn sao? Đây còn không phải là chuyện lớn à? Nhất Hạc, rốt cuộc con có bao nhiêu tiền mẹ không biết, nhưng trong thẻ của con sao lại chỉ còn có mấy chục nghìn tệ? Đến bây giờ con vẫn còn muốn giấu mẹ sao? Cháu nội mẹ giờ vẫn nằm trong kia, ngày nào cũng là tiền. Vậy mà tiền của Phong Thịnh lại phải đền rồi sao? Mẹ, công ty mới phát triển tốt lắm, có thể kiếm lại được, không sao. Trời ơi, rốt cuộc là tự bồi thường. 3 triệu đấy. 3 triệu tệ. Nhắm mắt lại, đã nói sẽ không rơi nước mắt nữa, nhưng anh vẫn muốn lựa chọn yêu hết mình. Tiểu Bạch, khách sạn này có đắt không? Mẹ, gần bệnh viện chỉ có mỗi khách sạn này thôi. Bây giờ con cũng không nghĩ được nhiều như thế nữa. Mau, ngồi đi. Ngồi xuống nào. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Mẹ, con muốn đi bệnh viện. Sắp đến giờ thăm hôm nay rồi, con muốn thăm đứa bé. Con vừa mới ra viện lại còn dày vò như thế, mai rồi hẵng đi. Không được đâu mẹ. Nhất Hạc không chịu nghe điện thoại của con, không nhìn thấy đứa bé, con không yên tâm. Được rồi, mẹ đi cùng con. Thế nào, anh xem căn phòng hôm nay có thể đặt không? Có thể giảm giá nữa không? Tốt quá, tôi đã hạ xuống giá thấp nhất rồi đấy. Chính là quá đen rồi. Không phải cô ấy nói chuyện này đâu. Anh cứ mặc kệ cô ấy đi, cô ấy không nói chuyện này. Anh xem xét đi. Thế này đi, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Quanh đây có rất nhiều công ty môi giới, nhà nào cũng đen. Tôi nói anh hay, làm ông chủ anh ta thật đen, thật là... Thật ra cô ấy là bạn gái của tôi, làm mình làm mẩy với tôi. Cô ấy không phải đang nói chuyện này, anh cứ suy nghĩ thêm cũng được. Miễn là anh nghĩ xong thì gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào cũng được. Được, được. Cứ như vậy nhé, anh đi thong thả. Cái gì thế này? Cô gái, có chuyện gì thế? Em đến đây để thêm loạn với anh ư? Không. Anh xem nhóm làm việc của chúng ta. Em nói cho anh hay, gần đây em thật là được mở mang tầm mắt đấy. Rõ ràng là anh họ anh đàm phán được dự án này, vậy mà cứ thế để người khác cướp mất thành tích. Đã vậy, ông chủ lại còn khen kẻ đi cướp thành tích. Dự án gì của anh Nhất Hạc? Chuyện nói ra dài dòng lắm. Mới quá thời gian thăm có 1 phút, cầu xin cô hãy để tôi vào nhìn một chút thôi có được không? Xin lỗi, bệnh viện chúng tôi có quy định rồi. Nếu ai cũng vào thăm 1 phút, vậy thì phòng chăm sóc đặc biệt sẽ thành phòng khách mất. Tôi thật sự không giúp được cô. Nhất Hạc đi đâu rồi? Nó bảo nó đang trông con. Trông đi đâu rồi? Mẹ bình tĩnh lại đã. Giờ mẹ đi tìm Tiểu Bạch, chỉ làm rối lên chứ có tác dụng gì đâu. Mẹ thấy con thần hồn điên đảo rồi. Bị nó hại đến nỗi phải bồi thường không nói, còn hại cả cháu nội mẹ, hại cháu bé thành như vậy. Alo, chúng tôi đang ở bệnh viện, hai người đang ở đâu vậy? Chị Thông ra. Tiểu Bạch khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, hai người đã đi đâu? Tiểu Bạch, giờ em thấy thế nào? Em không sao. Tôi còn muốn hỏi chị đấy. Nhất Hạc vì Tiểu Bạch xin nghỉ việc phải tự bỏ tiền đền 3 triệu tệ, chị có biết việc này không? Hả? Mẹ, đừng nói nữa. Tiểu Bạch, con... Mẹ, có một số việc bây giờ không giải thích rõ ràng được. Tiểu Bạch, cục diện ngày hôm nay đều do con mà ra. Mẹ,
Chị Thông gia, sao lại nói như vậy? Tiểu Bạch sinh non là do nó muốn vậy sao? Bây giờ đứa bé xảy ra chuyện, sao lại có thể trút giận lên nó như thế chứ? Tôi trút giận lên nó sao? Tôi muốn nhịn mà không nhịn nổi. Đến hôm nay tôi mới biết Nhất Hạc nghỉ việc phải bồi thường hết số tiền tích lũy. Tiểu Bạch, con không biết chuyện này à? Mẹ, chúng ta khoan hãy nói chuyện đứa bé. Từ lúc con mang thai, mẹ cứ dặn đi dặn lại. Con thì hay rồi, tranh cường háo thắng, cái gì cũng muốn, mới khiến đứa bé biến thành như vậy. Đủ rồi. Tiểu Bạch vừa sinh con, giờ mẹ không thể nói nó đúng không? Chị nói xem chuyện này là thế nào. Bây giờ hết tiền rồi, cháu bé lại thành ra như thế này. Tôi nói, kiếp trước có phải tôi đào mộ tổ nhà mấy người, còn đắc tội cả nhà chị, nên nhà chị mới khiến nhà tôi thành thế này không? Đủ rồi, xin mẹ đấy. Tiểu Bạch, mẹ, sau này con sẽ giải thích cho mẹ chuyện này. Mẹ nói cho con biết, bây giờ đứa bé thế nào rồi? Đứa bé thế nào rồi ư? Bây giờ cô mới lo à? Cô đã khiến nó phải nằm phòng theo dõi đặc biệt. 3 triệu tệ tôi biết rồi, vẫn chưa xong đâu. Chị Thông gia, chị nói vậy có khó nghe quá không? Nhất Hạc đã nói tôi biết việc phải bồi thường tiền rồi. Nó có thể tự giải quyết. Bây giờ công việc không thuận lợi, sinh con không thuận lợi, chị lại đổ tất cả trách nhiệm lên Tiểu Bạch là sao chứ? Không phải vậy sao? Cãi nhau gì thế? Đây là bệnh viện, có thể giữ yên tĩnh một chút không? Bà xã, anh sẽ trông ở đây, em về với mẹ đi. Mẹ, bọn con về trước. Không được đi, chưa nói rõ việc 3 triệu tệ hôm nay ai cũng đừng hỏng đi. Chị còn chưa nói xong sao? Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Sao thế? Anh gọi bác sĩ cho em nhé, không cần đâu, mặc kệ em. Mẹ, giờ thăm cháu ngày mai chúng ta lại tới. Được rồi, chúng ta về khách sạn thôi, con đưa hai người về. Thôi được rồi, không cần con đi đâu. Nào. Anh tin chúng ta sẽ hiểu sự nặng nề trong lòng em. Nếu thêm chút khoan dung, tình tiết câu chuyện có lẽ sẽ khác. Năm tháng trôi qua không ngừng cuốn đi, muốn lấp đầy lỗ hổng trong đêm, lấp đầy gánh nặng tầm thường kia. Không được, hãy lấy cái này trước đi. Màu sắc bên kia không đẹp, cũng không phải mua cho con. Khi con bé này, con cứ lăn tăn cái gì chứ? Bố không hiểu đâu. Gì cơ? Con đang nghĩ là mua gì thì được đây? Rốt cuộc là mua quần áo hay là mua chút đồ bổ đây? Đừng chỉ có mua đồ bổ. Bố nói con nghe, con cũng biết mẹ chồng của chị con rồi đấy. Cái này không cho ăn, cái kia không cho uống. Con mua chỉ tổ phí tiền. Con cứ mua đồ cho trẻ con dùng là được rồi. Thế là chuẩn nhất. Con thì thấy là mua quần áo thì càng nguy hiểm. Quần áo thì làm sao? Quần áo thì có gì mà nguy hiểm? Chúng ta cứ mua đồ vải bông là được. Hơn nữa, mua xe đẩy, chăn nhỏ, còn có bình sữa, ghế ngồi an toàn gì đó nữa, không phải đều được sao? Con cứ nghe lời bố đi. Bố, con biết hết những điều này, nhưng chỉ e là chị con lỡ nhìn thấy vật lại nhớ người. Cái gì mà nhìn vật nhớ người? Cái con bé này, cái miệng quạ đen của con nói cái gì thế? Con... Máy cầu phúc, xin hãy phù hộ, nhất định phải phù hộ. Tôi nói thật, nhất định phải phù hộ tôi. Làm ơn đi.
Cô Nương ơi, em mua cho hai chúng ta mà tốn bao nhiêu tiền như vậy? Tiền mua hai cái này bằng anh mua 10 cái trên mạng đấy. Anh thì biết gì, đừng nói linh tinh. Em nói anh nghe, nó rất thần kỳ đấy, biết chưa? Máy xoay trứng này là máy cầu phúc của em. Hai con Doraemon này là bùa hộ thân của em. Vậy một trong hai con này là của anh đúng không? Em xin một con cho bố em, con kia thì em muốn giữ lại cho mình. Lần sau em sẽ xin riêng cho anh một con, có được không? Được. Vậy những cái này là của anh tất. Anh lấy mấy cái này làm gì? Tiền xu cũng cho anh. Anh đừng giận nữa. Đừng giận nhá. Đi nào. Chúng ta đi chơi điện tử đi. Bố có chắc là ở đây không? Sao chị ấy lại chuyển đến khách sạn rồi? Chắc chắn mà. Lúc bố đến viện, họ đã không còn ở đó rồi. Sau đó, mẹ Tiểu Bạch bảo bố địa chỉ này, không nhầm được. Vậy sao? Con nói xem sao cứ khăng khăng mua cái đồ nặng thế này. Con nghe lời bố mua bồn tắm có phải tốt hơn không? Thật chẳng có gu gì cả, bên này. Dùng được là được mà. Con không được xem điện thoại, cũng không được lên mạng nữa. Kể từ hôm nay trở đi, con ngoan ngoãn kiêng khem cho mẹ. Không được đi đâu, nhớ chưa? Nếu mẹ biết nhà họ có thái độ này, mẹ đã không cho con lấy nó. Bà giáo Diệp, cháu chào bác. Hai người đến rồi à? Đến thăm Tiểu Bạch. Chị... Thế nào rồi? Còn đau không? Nó có thể không đau sao? Bây giờ đến tim còn đau nữa là... Lại sao thế? Anh ra đây. Tôi có chút chuyện muốn nói với anh. Em có đem đồ chị dặn đến không? Có đem. Nhưng có phải tháng cữ không được dùng điện thoại không? Phòng bị thôi. Lỡ có việc gì... Việc chị sinh non không ảnh hưởng gì đến công ty chứ? Chị yên tâm, còn có em mà. Chị vẫn chưa xem video trong nhóm bạn bè sao? À phải rồi, chị không được xem điện thoại mà. Dù sao thì công ty cũng đã mở một cuộc họp báo, sau đó em đã phát biểu một bài diễn văn. Công ty đã ra văn bản dẹp yên chuyện này rồi. Trọng điểm là... Em đã phát biểu một bài diễn văn gỡ thể diện cho Phong Thịnh. Bây giờ clip đó được chia sẻ điên cuồng luôn. Bây giờ công ty có tuyển nhân viên mới không? Chưa tuyển người. Với tình hình kinh tế hiện nay, Phong Thịnh không cắt giảm người đã là tốt lắm rồi. Không thể tuyển thêm người mới nào đâu. Chị đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Cứ ở đây ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Chị phải sớm quay trở lại làm việc. Có phải chị bị trầm cảm sau sinh không? Chị vừa mới mổ đẻ sinh non. Vậy mà đã muốn quay lại làm việc rồi. Chị không muốn sống nữa sao? Không muốn sống nữa à? Bây giờ không phải đang nghỉ đấy sao? Mẹ ăn một chút đi. Mẹ bảo con đấy, con rất giỏi giang, việc gì phải đến công ty mới này cơ chứ? Trước đây mẹ con ta không phải đã nói là sẽ tìm một công ty có thể giúp chúng ta bồi thường rồi sao? Bây giờ con có nói với mẹ, mẹ cũng không thể hiểu được. Chuyện sẽ qua thôi. Còn nữa, mẹ...
Mẹ cũng không nên nói Tiểu Bạch như vậy. Cô ấy cũng vừa mới biết. Thế này nhé, mẹ ăn xong thì về nghỉ ngơi đi. Ở đây có con là được rồi mẹ nhé. Thật là chuyện lạ. Đây là chuyện trong phim mới có, vậy mà lại xảy ra ở nhà ta. Mẹ thật nghĩ không ra. Lúc đầu tại sao Tiểu Bạch khăng khăng không chịu nghỉ việc, lại bắt con phải đi? Không phải nó nghỉ việc thì sẽ không phải bồi thường sao? Bây giờ hai đứa còn dỗ mẹ, chúng con không phải bồi thường, giờ thì hay rồi. Không những phải đền tiền, mà còn khiến cháu mẹ thành ra như vậy nữa. Lúc đó bọn con cũng có nỗi khổ riêng. Cho nên phải tổng kết lại bài học kinh nghiệm. Nếu không sau này làm sao sống tiếp được. Vì cái tính tùy hứng này của con, bây giờ con của con đã thua ở vạch xuất phát. Công việc của con cũng bị kéo theo. Con biết không, cứ nghĩ tới chuyện này, trong lòng mẹ kìm nén đến khổ sở. Mẹ bớt giận. Không sao đâu. Doraemon, xin mày đấy, hãy phù hộ cho quản nhất hạc, đem lại chút vận may cho anh ấy. Anh ấy là người tốt, vậy mà gần đây đen đủi quá. Cầu xin mày đấy, làm ơn đi. Kim Tử, sếp Châu, cô đang làm cái gì vậy? Chuyện đó, chỗ này của sếp quản bẩn quá, tôi giúp anh ấy thu dọn một chút, vừa mới thu dọn xong. Cô đừng nói nữa, quản nhất hạc cũng trẻ con thật đấy. Sếp Châu, anh tìm sếp quản có việc gì không? Tôi không tìm anh ta đang xin nghỉ còn gì, nghỉ đến lúc nào đây? Dù gì cũng nghỉ lâu quá rồi. Đem bản đồ đặt lên bàn, mở ra, trải lên. Trải lên đi. Không phải chứ. Anh đặt bản đồ ở đây làm gì? Theo nghiên cứu tỉ mỉ của công ty, có rất nhiều thị trường tiền tệ ở nước ngoài vẫn còn đang trống. Cho nên tôi định chờ Nhất Hạc quay lại thì sẽ điều anh ta đi Đông Nam Á, thăng chức cho anh ta thành tổng giám đốc phụ trách khu vực Đông Nam Á. Công ty ta trước đây đã từng làm bên đó chưa ạ? Chưa. Cho nên tôi muốn giao trọng trách này cho người có năng lực nhất đi làm. Mẹ tới thăm con đây. Con phải cố gắng lên nhé. Mẹ sẽ luôn bên con, cùng con cố gắng. Sao chị có thể nói như thế được? Tiểu Bạch sinh con phải mổ bụng đau đớn biết mấy. Hai người còn nói những lời khó nghe, khiến nó đau khổ như vậy. Nếu biết có hôm nay, thì sao trước kia lại làm vậy? Tôi nói chúng nó sai sao? Tiểu Bạch không sai, thì đã không nên nỗi như vậy. Giờ thì hay rồi, công việc, con cái, cả hai đều đỡ sợ. Đủ rồi.
Việc đã xảy ra rồi, chỉ đành phải như thế này thôi. Lát nữa Tiểu Bạch ra thì con xin hai mẹ đừng có nhắc lại nửa chữ. Nhìn sai vạn sai đều do con hết, được chưa? Tiểu Bạch, sao rồi, đã gặp chưa? Sao đứa bé lại nhỏ như vậy? Mới 7 tháng mà, con lớn mới là lạ. Anh đã hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ nói tình hình của đứa trẻ tốt rồi. Mấy ngày nữa sẽ được ra khỏi lồng kính. Không sao đâu, em đừng lo. Không sao đâu. Nói đi, sếp quản, mau về công ty đi. Sếp Châu muốn điều anh đi Đông Nam Á đấy. Đi sang đấy làm gì? Khai thác thị trường nước ngoài. Anh còn không hiểu anh ta sao? Có việc gì khó thì đều dồn cho anh làm. Được, tôi biết rồi. Vậy nhé. Con sẽ không sao đâu. Đừng lo. Lát nữa để mẹ về cùng với em. Công ty có chút việc gấp, anh phải về công ty. Vừa rồi có phải là Triệu Kim Tử không? Đúng rồi, bây giờ cô ấy làm ở công ty anh. Tại sao cô ta lại ở công ty anh? Chờ anh quay về sẽ giải thích cho em nhé. Anh thật sự có việc gấp phải đi trước. Mau đi đi, ở đây có mẹ rồi. Không sao đâu. Tiểu Bạch, đừng khóc. Con cũng đã thăm rồi, bệnh viện nói cháu ổn rồi. Con đã yên tâm chưa? Chúng ta trả phòng, về nhà thôi. Hôm qua ngủ được một chút, hôm nay còn được nhìn con trai. Con cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Mẹ hiểu con mà. Mẹ nghĩ rồi, mẹ sẽ ở căn phòng trước kia của con. Còn trống không? Mẹ, con sẽ nhờ Lưu Hạ tìm phòng cho mẹ. Phòng trước kia con cho thuê rồi. Cho thuê rồi à? Cho ai thuê? Để trống cũng phí, nên con cho thuê rồi. Tiểu Bạch, hôm nay con có biết nữ đồng nghiệp gọi điện cho Nhất Hạc không? Na 份平淡的沉重